Thưa quý vị và các bạn, cây kê có nguồn gốc từ Ấn Độ, là loại cây lương thực phụ, thân nhỏ, mỏng manh như cây lúa. Kê còn có tên là tiểu bể cốc nha. Hạt kê tròn, nhỏ, màu vàng ươm, có mùi thơm bùi. Đây là loại cây có sức phát triển mạnh, chịu được nhiệt độ cao và điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Tại Việt Nam, kê được trồng nhiều ở các khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung. Vậy hạt kê có công dụng gì? Mục ăn bài thuốc hôm nay sẽ giới thiệu về lợi ích mà hạt kê mang lại cho sức khỏe. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kê có tác dụng lợi tiểu, ngừa sỏi thận, đái tháo đường và tiêu chảy. Là lương thực tốt cho người đau dạ dày và mắc chứng khó tiêu, miệng hôi, tỳ vị hư nhược. Kê ít chất béo bão hòa và nhiều chất xơ. Là một loại ngũ cốc lý tưởng để giảm cân. Ngoài ra, kê còn là món ăn tốt cho người bị thấp khớp, làm dịu cơn đau do sinh đẻ. Kê giúp giữ nồng độ đường trong máu ở mức ổn định. Một trong những lợi ích về sức khỏe của việc ăn kê là giúp giảm khả năng mắc bệnh tiểu đường. Do kê có nhiều polyphenol và chất xơ, lượng chất xơ trong kê cao hơn so với lúa mì, lúa, gạo nâu hoặc các loại ngũ cốc khác. Hàm lượng chất xơ cao làm chậm tốc độ tiêu hóa, giúp giảm lượng đường trong máu. Chỉ số đường của hạt kê rất thấp nên ăn hạt kê vào buổi chiều hoặc buổi tối sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo vì nó cũng giúp giữ lượng đường trong máu ở mức kiểm soát. Hạt kê trị bệnh thiếu máu. Kê rất giàu chất sắt, do đó nó hỗ trợ việc hình thành máu nếu bạn có nồng độ hemoglobin thấp hoặc thiếu máu. Đây là một trong những lợi ích của việc ăn kê hàng ngày. Để chống thiếu máu nên ăn hạt kê nảy mầm, do lượng vitamin C trong đó sẽ giúp hấp thu sắt vào cơ thể tốt hơn. Vì vậy, thay vì sử dụng vô số các loại thuốc bổ sung sắt, hãy ăn mầm kê hàng ngày. Kê giúp tiêu hóa tốt. Kê giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa. Hạt kê chứa hydrat carbon, protein, lipid, các loại đường, sinh tố nhóm B, v.v. Vị ngọt, mặn, tính mát, vào tỳ vị thận. Kê có tác dụng kiện tỳ hòa vị, bổ thận thanh nhiệt. Dùng cho người tỳ vị hư nhiệt với các biểu hiện nôn ói, ôn ọe ra thức ăn, đái tháo đường, tiêu chảy. Hạt kê giàu chất protein. Chính vì cũng rất giàu protein nên hạt kê giúp ngăn ngừa suy dinh dưỡng. Với một người ăn chay, kê rất có lợi cho sức khỏe vì nó có thể cung cấp đầy đủ lượng protein cần thiết cho cơ thể. Hạt kê làm giảm mức cholesterol. Một trong những lợi ích của việc ăn nhiều kê là giảm lượng cholesterol trong máu. Các axit amin, methionine và lecithin trong kê sẽ giúp mức cholesterol bằng cách loại bỏ mỡ thừa từ gan của bạn. Axit amin trong kê sẽ ngăn chặn sự hình thành chất béo trong gan.